Sắc Bình nói đồng thuận ly hôn từ năm 2018, dân mạng té ngửa khi thấy ảnh đăng cùng vợ mặn nồng vào năm 2019. Mấy ngày nay, trên các trang thông tin và các trang mạng đọc báo toàn thấy chia sẻ về vụ Sắc Bình. Điều khiến nhiều người khó hiểu đó là sau khi Sắc Bình xác nhận đã chia tay vợ cũ và đang trong mối quan hệ tình cảm với diễn viên Phương Oanh, bà Đào Lan Hương, vợ của Sắc Bình lại cho biết mình chưa ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra tòa. Tuy nhiên, mới đây theo South Star đưa tin thì dân mạng lại tìm ra điểm mâu thuẫn trong lời chia sẻ của Sắc Bình so với những gì vị doanh nhân này thể hiện với bà Đào Lan Hương. Rõ ràng, trước đó ông Bình chia sẻ rằng vợ chồng Sắc nhiều mâu thuẫn nên đồng thuận ly hôn từ năm 2018. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2019, chính Sắc Bình là người đã đăng tải bức ảnh chụp chung cùng bà vợ là bà Đào Lan Hương lên mạng. Mà trong ảnh, Sắc Bình còn dành lời yêu thương khá tình tứ rằng 1 tỷ năm rồi mới được đi cà phê với người đẹp. Không những vậy, Sắc Bình còn đính kèm cảm xúc đang cảm thấy thư giãn. Hiện tại, bức ảnh được khá nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng, tuy nhiên vị doanh nhân vẫn đang giữ im lặng. Thậm chí còn có thông tin cung cấp rằng từ năm 2012 đã có tờ đơn thuận tình ly hôn giữa Sắc Bình và vợ, chứ không phải đến bây giờ mới có. Đến năm 2020 cũng lại tiếp tục có tờ giấy này khi vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Nghĩa là mỗi lần vợ chồng bất hòa thì lại viết giấy này nhưng sau đó lại trở lại bình thường. Một comment hài hước bình luận như sau: Ủa alo, thông tin này quay xe không kịp luôn đấy. Vậy ông này nói từ 2018 cắt đứt mà năm 2019 còn tự mình khoe ảnh lên. Mâu thuẫn hết lần này đến lần khác, thực sự không biết đâu mà lần. Dù gì, vụ việc cũng là chuyện cá nhân, nhưng đúng là thương bà vợ Tào Khang đi bên cạnh mấy chục năm, giờ đem nhau ra tòa lại tố nhau phủ phàng, thấy chạnh lòng quá đi. Hiện tại, mặc cho Phương Oanh và bà Hương liên tục có những status ẩn ý, Sắc Bình vẫn tiếp tục giữ im lặng về vụ việc này.